Chào các bác nhé, mày giới thiệu qua các bác cái máy thổi là cái máy thổi của Hess, máy thổi Hess 40V, cái này động cơ đun nét không chổi than nhé, thương hiệu của Hess, cái này là thương hiệu của Mỹ coi nhé. Máy thổi này thì động cơ đun nét không chổi than. Máy thì rất là êm. Bữa nào mình đang về mà thổi lá, thổi bụi thì là rất là khỏe các bác nhá. À, thương hiệu này thương hiệu của Mỹ. Một bộ như thế này thì em đang bán là với giá là 2.4 triệu. Nó sẽ gồm một máy, một pin và một sạc. 1.4 triệu các bác nhá, một máy, một pin và một sạc. Thì hàng này thì hàng nội địa thôi. Nghĩ là hàng của Mỹ nhưng mà về đến đây thì hàng đã qua sử dụng các bác nhá. Hàng bãi đó, tôi rằng là hàng bãi. Tình trạng mới thì nó khoảng tầm 90-95%. Các bác mình có thể tham khảo cái chữ H này. Đây là dòng máy thổi, nếu mà các bác mình quan tâm đến cái dòng này thì liên hệ cho em. Gồm máy, một pin và một sạc là giá của nó là 2.4 triệu. Đây còn bên này thì nó là máy cắt cỏ các bác nhé. Máy cắt cỏ của thương hiệu của Zigit. Thương hiệu Zigit này thương hiệu cũng là của Mỹ luôn. Đây, cái này là cái cần cắt dây cước, cái đầu này là cái đầu dây cước các bác nhé, dây cước. Cái thân máy này thì giá của nó là 1.2 triệu cái thân máy. Đây là cái cục pin của nó này. Các bác mình không có pin này thì em có bán cái đế chuyển, em có bán cái đế để chuyển mình sử dụng pin Makita hoặc là pin của mấy cái hãng khác được. Đây là máy cắt cỏ. Cái thân máy chưa có bao gồm pin sạc là cái giá của nó là 1.2 triệu các bác nhé. Cục pin 4A này là 1 triệu nữa. Còn các bác mình mua cái này 1.2 triệu cộng thêm cái đế 200.000 nữa thì các bác mình sử dụng được pin Makita hoặc là pin các tông hay bất cứ cái pin nào của nó sử dụng chung với cả pin Makita là được. Đấy, cái thân máy thương hiệu của Mỹ nhé, 1.2 triệu cái thân máy. Còn bên này thì nó là cái máy cắt cỏ 25cc, động cơ xăng 2 tỷ, xăng pha nhớt, cắt cần thẳng này, cắt dây cước. Cái máy này thì em đang thanh lý giá có 1 triệu đồng được các bác nhá, có 1 triệu đồng cho cái máy cắt cỏ này thôi, 1 triệu đồng. Còn bác nào mình muốn mạnh thì các bác mình lấy cái thằng AEG này, 58V. Siêu mạnh, cái này nó cắt nó còn mạnh hơn cả máy xăng luôn, 58V. Cái này thì giá cái tiền của nó thì hơi cao thôi. Cái thân máy này không thì em đã bán là 2 triệu rồi. Ở đây thì nó là cái cục pin này là cục pin của thằng Echo 58V, sử dụng chung được luôn. Các bác thích Echo thì em có pin Echo, còn không thì em có pin của nó luôn, AEG luôn, nó như nhau thôi, sử dụng chung với nhau. Thì bác nào mình quan tâm đến cái dòng máy cắt cỏ này thì các bác mình liên hệ cho em. Pin 58V. Cắt cỏ. Cái thân máy này thì giá của nó là 2 triệu nha, còn cục pin này là giá của nó là 1.5 triệu. Và cục pin này em định test mà nó bị hết pin. Tí nữa sạc. Thì bác nào mình lấy thì giá của nó một bộ nó cỡ khoảng tầm 4 triệu các bác nhá. Một bộ như thế này nó khoảng tầm 4 triệu. Để các bác nào mình quan tâm đến dòng máy thổi hoặc là máy cắt cỏ thì các bác mình cứ liên hệ cho em nhá.